theo yêu cầu của thanh niên cờ hóa bạn nên là mình làm video để dẫn các bạn hack The Forest. Đây là link mà mình sẽ để ở bên dưới. Đây, các bạn chọn tất cả cái này, click vào đây. Cái này là cái quan trọng nhất. Và đây là file để hack. Các bạn tải về. Đó. Và mình tải rồi nên là ok. Tiếp theo. Đây. Đây là The Forest của mình. Đây là sau khi mình đã cho file mod API. Đây, đây là các bạn sau khi tải về, bạn giải nén ra và copy thư mục giải nén vào trong file The Forest. Phiên bản mới nhất hiện tại là 0.72 nhé. Sau khi hoàn thành các bạn có thể ấn vào đây. Các bạn chọn Start. Đây, trước khi chọn bạn tích vào cái này. À, còn một lưu ý là khi bạn lần đầu tiên start, bạn phải chọn một đường link. Đường link của The Forest. Đây. Bạn chọn đường link và chọn vào file này. Nhớ nhá. Hiện tại thì mình mới thử chế độ offline và online thì mình chưa thử. Đây. À, chưa có Steam. Okay.